nhỉ? Đang thả tỉa cắn. Có phí đấy. Để nhiều gọi thọ đó. Thế lại ta lửa kia đi. À đây. Vượt thì có bên kia nhiều lắm, cả nhiều lắm. Đây 4-5 con nữa rồi. Tay lưới kia mới thả, chưa thả lưới ra mà cá đã mắc rồi. Qua bên kia thiệt trùng, thả thiệt trùng. Tay này ít mắc hơn tay kia này. Thả cái mắc lên. Cái hồ này mà bơm cá chắc là xíu quá. Nhiều quả tụt đó. Cuốn đỡ nát hết tên nữa. Bóc pháo, bóc cả pháo và chi ạ? Cứ bóc cái pháo thôi, bóc chi thôi, gỡ lưỡi không ra đâu. Cả chi lạ trời. Mắt đây là lính gỡ cả xong rồi. Nó không biết. Oh.
kìa. Con ơi. Đây. Bao lá cây, bao lá cây, bao đây. Con báo cho anh biết là rùm anh. Cụt đấy chắc con mình bất lãi rồi. Bất chứ, anh chết hết. Cụt, cụt tay lái lái, cụt tay lái lái, cụt tay lái lái. Không, bỏ ngang cái bao lại, bỏ ngoài với chắc cái bao thôi. Ừ. Đúng rồi, đó, bỏ về đó. Lần đầu tiên trong đời thể thả tay lưỡi này. Đây thả ngay cho cả tà quá. Má đi mày. Hả? Anh này lưỡi to thế này ít nè. Anh này lưỡi 8 tới cái lưỡi 7. Phí không à, phí đâu mưa nó vô. Rồi, hết. Tuột đấy, cái này cá nhỏ nó tuột hết. Tuột cá nhỏ.
về mà phơi. Nó còn vua đó, không này. Có đôi chung lên thì được tỏa đôi chứ. Không, phải bỏ lên phải. Bỏ đôi đó. Đưa cái máy chiếc cả đó đi ơi. Ừ. Ừ. Gỡ xong ta thả lại. Hả? Gỡ xong ta thả lại. Quyết đây. Về. 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 Về.